Xin chào mọi người ạ, chúng ta lại gặp nhau trên kênh của Tranh Cô Đại Nghiệp. Ngày hôm nay thì Phương Anh vừa lên xong một bộ tranh tứ quý bằng gỗ mun được thửa riêng theo cầu của anh khách, đó là anh Thông ở trong thành phố Thanh Hóa. Thì mình muốn làm video này để gửi đến anh Thông cũng như là giới thiệu đến mọi người xem sản phẩm ngày hôm nay luôn nhé. Thì thực sự thì nếu mà mọi người có để ý và theo dõi kênh của bên mình ý, thì thường những cái sản phẩm bằng gỗ mun mình làm ra, đa số thì mình sẽ tập trung chính là vào cái phần mẫu độc và cái kỹ thuật tay nghề của thợ đục, tức là cái phần ván đục bên trong. Và cái phần khung thì mình sẽ làm theo kiểu là làm khung trơn, nó đơn giản nhất có thể. Làm như vậy để có thể ra một cái sản phẩm cho mọi người làm sao mà cái giá cả nó hợp lý nhất nhưng mà nó vẫn đẹp nhất. Còn đối với những một bộ sản phẩm mà khung kép như này thì thường giá trị của bộ sản phẩm nó sẽ đội lên khoảng 8 triệu. Thì một cái bộ sản phẩm mà nó đội lên như thế thì giá nó rất là cao, thì thường như vậy thì chỉ có những bác mà yêu cầu riêng mình đục thì mình mới làm thôi. Đó. Vậy thì hãy cùng cơ sở bên mình ngày hôm nay đi vào cận cảnh cũng như là chi tiết về cái bộ sản phẩm mà ngày hôm nay cơ sở bên mình làm cho anh Thông nhé. Ở trên màn hình đang là tổng thể của bộ tranh mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu, thì hãy cùng cơ sở bên mình ngắm tổng thể bộ tranh một lần nữa nhé. Mọi người thấy không? Mình mới để mộc thôi mà nhìn nó rất là đẹp đúng không nhỉ? Bộ sản phẩm thì đang được cơ sở bên mình lên khung với tổng kích thước phủ bì là 1m27 rộng 47. Ván tranh xẻ thì nó sẽ dày tầm khoảng sấp xỉ ở 5 phân rưỡi. Và được cơ sở bên mình đục thủ công hoàn toàn bằng tay. Hãy cùng cơ sở bên mình đi với tấm đầu tiên của bộ sản phẩm ngày hôm nay, đó là tấm tùng. Dạ vâng, thì đặc trưng của gỗ mun thì như mọi người biết là gỗ mun Lào, đặc trưng của nó là vân của nó rất là đẹp. Hiện tại sản phẩm mình đang để mộc cho nên mọi người có thể dễ dàng là nhìn cái phần vân tự nhiên của nó rất là đẹp. Đây ạ. Với những cái toàn bộ những cái phần chi tiết ở đây thì sẽ đều được cơ sở bên mình móc tỉa hoàn toàn thủ công kinh bông, cực kỳ mềm mại và đẹp như mọi người. Đây ạ, một bộ sản phẩm. Tùng thì mọi người có thể thấy là tùng nó sẽ đi với cái tích tùng hạc ạ. Vâng, thì mọi người nhìn những cái chú chim hạc của cơ sở bên mình đục này, rất là mềm mại. Đây, phần cổ hạc này rất là dài, rất là mảnh, rất là thanh đúng không ạ? Cùng với cả cái mình hạc cũng rất là đẹp. Đó. Tiếp tục bên dưới mọi người nhìn thấy cái dáng thế của cây tùng rất là đẹp. Đấy. Tùng hạc. Tùng thì sẽ là cảnh đầu tiên trong bộ tranh tứ quý. Ở cảnh tiếp theo trong bộ tranh tứ quý chính là cảnh cúc. Mọi người nhìn cái tấm này của mình vân nó có đẹp không? Vân siêu đẹp luôn. Dạ vâng, cúc thì sẽ đi liền với cả cúc kê nha mọi người. Cúc kê, đây là hình ảnh của ba bông cúc trung tâm này. Được cơ sở bên mình đục tỉa moi móc thủ công kinh bông cực kỳ đẹp nhá. Đó, cúc kê thì bên dưới sẽ là hình ảnh của gia đình gà đấy ạ. Đây, cúc kê. Cái phần vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nên mọi người nhìn thấy cái tác phẩm rất là đẹp. Cảnh thứ ba trong bộ tranh tứ quý chính là cảnh trúc ạ. Đây là cảnh trúc ạ. Đục thủ công kênh bong liền khối. Thì mọi người nhìn là những cái phần lá trúc này hay phần thân trúc thì sẽ đều được cơ sở bên mình moi móc thủ công kênh bong hết nhé. Mọi người có thể nhìn cái cây trúc là như mình đã giới thiệu rất là nhiều lần, là những cái phần mấu ấy được cơ sở bên mình tỉa tạo mấu rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy không này? Đó, nhìn nó như không khác gì một cây trúc thật bên ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy những chiếc lá trúc cũng vậy, được tỉa rất là nhọn, rất là đẹp, và nó có cái phần cong này nữa. Nhìn cái cây trúc của mình nó có một cái độ rất là mềm mại, rất là đẹp. Đây, và một cái cảnh cuối cùng của bộ tranh tứ quý chính là cảnh mai. Đây các mọi người nhé, cảnh mai đây. Đây ạ, moi móc kênh bông này, mọi người nhìn thấy không? Đó, đây là những cái cánh hoa mai, là những cái bông hoa mai được cơ sở bên mình cực tỉa rất là đẹp. Đây ạ. Bên dưới thì sẽ là hình ảnh của đôi chim phu thê. Hiện tại thì sản phẩm mình đang để mộc và mình cũng chưa làm nguội, tức là mới quật qua thôi, chưa làm nguội. Đó, thì sau khi mà làm nguội thì cái độ sắc nét của sản phẩm nó còn đẹp hơn nữa nhé mọi người. Thì hiện tại là mình mới đang để mộc, vâng, đang quay luôn cho anh khách để có thể là gấp rút hoàn thiện cho anh. Đây, mời cả nhà cùng cơ sở bên mình là ngắm lại tổng thể cái bộ sản phẩm ngày hôm nay một lần nữa nhé. Đối với một bộ tranh tứ quý thì ngoài cái gọi là cái vẻ đẹp về mặt thẩm mỹ này ra thì nó còn mang một cái ý nghĩa phong thủy cũng rất là tốt lành, mang đến những cái vượng khí cũng như là những cái tài lộc cho gia chủ. Vâng, và cho em một bộ tranh tứ quý thì rất là may mắn đúng không nhỉ? Mọi người có thể thấy là một cái bộ tranh tứ quý thì khi mà treo thì mọi người có thể rất linh hoạt, bởi vì mọi người có thể treo kiểu như là 4 tấm mọi người treo sát vào nhau như thế này, hoặc là khi treo mà với cái không gian thì mình nó rộng hơn thì mình có thể là treo cách các tấm ra. Đấy, nên là chính vì vậy mà chơi một cái bộ tranh tứ quý là có một cái điểm linh hoạt như vậy. Đây, và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay thì mọi người có thể liên hệ giúp mình trực tiếp qua hotline là 0837
309, 307. Hoặc mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên mình có địa chỉ thuộc làng nghề Đại Nghiệp, có số 47 và 54, thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp ngày hôm nay nhé. Vâng, rất là cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để theo dõi video của cơ sở bên mình ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ.